Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, và chúng tôi đã hoàn thiện xong 3 bước hoành phi. Trên mình các bạn đang xem đây. Chúng tôi vừa với quạt giấy giáp xong. Bước hoành phi mang kích thước dài 1m97, rộng 67, ván dày 3 phân. Các bạn vừa xem đó là khâu làm nhẫn. Và bên này là bước hoành phi lồng cuốn thư. Chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện và lắp ráp hơn 100 bức hoành phi nữa trong cái dịp Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán sắp tới. Quý vị hãy đăng ký kênh để xem các video mới nhất về hoành phi câu đối của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.